Đây là cái quang cảnh đường phố Malaysia về đêm ngay tại thủ đô Kuala Lumpur. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái quầy ăn uống đường phố của một người Malaysia. Thì anh này có một cái đặc điểm là bán thức ăn đường phố ở trên một chiếc xe di động. Cái điều này rất là khó gặp và thậm chí là hiếm thấy ở Sài Gòn. Và đây là chiếc xe của anh chàng người Malaysia bán ẩm thực đường phố trên ở thủ đô Kuala Lumpur. Một chiếc xe rất là đơn giản, một chiếc xe tải nhỏ được anh thiết kế như một cái gian hàng ẩm thực ở phía sau. Đây, chiếc xe nhìn cũng rất là đổi là bình thường thôi. Và thậm chí anh thiết kế luôn cả một cái đường ống nước để phục vụ cho việc chế biến thức ăn. Khách đến thưởng thức thức ăn đường phố tại chiếc cái quầy ẩm thực đường phố di động này thì chủ yếu là người nước ngoài. Đây là một cái tuyến đường rất sầm uất của thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Đây là khách tự phục vụ luôn. Cảnh này là khách tự lấy thức ăn phục vụ ngay tại quầy. Xe ăn uống đường phố của cái anh chàng Malaysia này thì rất đông du khách nước ngoài đến thưởng thức. Đây là cái xe di động phục vụ là ăn uống đường phố và anh chỉ có khoảng 5 chiếc ghế nhựa như thế này để phục vụ khách ngồi ăn uống tại chỗ.
Thank you.
Yeah, 这个主持人啊，对呀，谢谢你。